dù ngành chức năng liên tục tuần tra để kiểm soát, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Tuy nhiên, một số tài xế điều khiển phương tiện giao thông vẫn còn lấn làn vượt ẩu, không giữ khoảng cách an toàn, lấn sang làn khẩn cấp để vượt. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, vào ngày 5 tháng 12, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, mặc dù lượng phương tiện không nhiều, nhưng các tài xế đã điều khiển xe lấn sang làn khẩn cấp để vượt. Nhiều tài xế chuyển làn nhưng không bật đèn xi nhan trước và không giữ khoảng cách an toàn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong thời gian tới, Phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo đội tuần tra Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 7 tăng cường tuần tra giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngày 5 tháng 12, chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, năm 2023, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Theo đó, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 39.334 vụ việc, giải quyết 35.551 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,38%. Về phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo, gồm có vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã thụ lý với 38 bị cáo, vụ án liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã thụ lý với 15 bị cáo và vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Sau khi giá vàng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt hạ về dưới 74 triệu đồng một lượng trong sáng 5 tháng 12, chiều nay giá vàng SJC đã leo trở lại 74,42 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục giảm. Ghi nhận vào khoảng 16 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh, tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh đã tăng giá vàng SJC lên 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với đầu giờ sáng. Công ty BNC cũng niêm yết vàng SJC ở mức 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều mua bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC giao dịch vàng SJC ở mức 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,42 triệu đồng một lượng bán ra, cũng tăng 500.000 đồng chiều mua và 550.000 đồng chiều bán so với sáng nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục giảm so với sáng nay. Cụ thể, công ty SJC báo giá vàng nhẫn 1, 2 và 5 chỉ ở mức 61,15 triệu đồng một lượng mua vào và 62,25 triệu đồng một lượng bán ra, giảm thêm 50.000 đồng một lượng so với buổi sáng. Tại hội nghị chuyên đề về phối hợp đa ngành trong phòng chống kháng thuốc từ chính sách đến hành động sáng 5 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định kháng sinh đã bị cấm ở Việt Nam với mục đích kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi và từ năm 2026 trở đi chỉ cho phép dùng trong một vài trường hợp được giám sát. Hiện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã không cho phép sử dụng kháng sinh với mục đích kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và đang trong lộ trình giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi để phòng bệnh cho vật nuôi và sẽ bị cấm hoàn toàn việc sử dụng kháng sinh với mục đích phòng bệnh trong chăn nuôi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 theo quy định tại nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2026 trở đi, kháng sinh sẽ chỉ được dùng để điều trị bệnh động vật khi vật nuôi được chẩn đoán mắc bệnh và việc dùng phải theo đơn thuốc của người được phép kê đơn thuốc thú y. Trong phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày 5 tháng 12 cho thấy khối ngoại bán ròng đột biến trên sàn HOSE với tổng giá trị lên đến gần 1.555 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu LDG đã được giải cứu sau hai phiên giảm sàn, mất thanh khoản trước đó. Khối ngoại bán tháo ồ ạt đã gây áp lực lớn cho thị trường khiến VN Index giảm gần 6 điểm, nhưng số cổ phiếu giảm áp đảo cổ phiếu tăng giá. Nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ vì áp lực chốt lời từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, mức giảm không đáng kể, chỉ quanh 1%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng về sắc đỏ, nhóm cổ phiếu bất động sản xây dựng có sự phân hóa. Trên cổ phiếu LDG sau hai phiên giảm sàn và mất thanh khoản trong phiên giao dịch, LDG bất ngờ xuất hiện lực cầu lớn với hàng chục cổ phiếu dư bán sàn đã được hấp thụ. Chốt phiên giao dịch LDG chỉ còn giảm 2,49% từ mức giá sàn, còn 3.130 đồng một cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch VN Index giảm 4,52 điểm, chiếm 0,40%, còn 1.115,97 điểm với 356 mã giảm, 141 mã tăng và 96 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index tăng nhẹ 0,03 điểm, chiếm 0,01%, đứng ở mức 231,34 điểm với 63 mã tăng, 99 mã giảm và 66 mã đứng giá.
Các cổ phiếu được bán ròng mạnh nhất là SPG gần 188 tỷ đồng, VSM hơn 172 tỷ đồng, VCB hơn 100 tỷ đồng, VNM gần 92 tỷ đồng, VND gần 84 tỷ đồng. Khoảng 7 giờ ngày 5 tháng 12 tại đèo Eo Chim, đoạn qua xã Thanh An, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông. Hơn 7.700 mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống đường tại km 36 600 tỉnh lộ 624 đèo Eo Chim. Khi núi sạt lở không có người, phương tiện lưu thông qua đây nên không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, huyện Minh Long đã kiểm tra hiện trường, cử lực lượng túc trực, đặt biển cảnh báo để người dân không lưu thông qua khu vực. Do lượng đất đá sạt lở xuống đường khá lớn, dự kiến sáng 6 tháng 12 địa phương phối hợp cùng ngành chức năng khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người dân.